Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ huyền thoại các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Jolly. Chiếc xe được sản xuất năm 2002, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe mà cậu chủ xe vừa với trót đam mê một tình yêu khác, cho nên là bỏ lại chiếc xe này cho tôi bán. Tức là vừa với mua của tôi một chiếc xe và sau đó để lại nhờ tôi bán chiếc xe này các bạn nhé. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2002, đăng ký cuối năm 2002, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì còn rất là đẹp các bạn ạ. Cậu chủ xe cũng vừa với chia sẻ, vừa với bảo dưỡng, vừa với đại tu một cái mức rất lớn, mất khoảng mấy chục triệu vào chiếc xe này. Và giá thành của chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là đang bán với giá là 79 triệu đồng các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì đến xem xe trực tiếp, tôi có thể cho làm việc trực tiếp với chủ xe luôn. Nếu như quý vị và các bạn nhiệt tình thì có thể bớt được thoải mái luôn các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Jolly 2002 tên tư nhân biển Hà Nội này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đưa từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe huyền thoại 7 chỗ ngồi Mitsubishi Jolly 2002 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Jolly 2002, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị bạn nhé. Chiếc xe sau 25 năm sử dụng rồi các bạn ạ, nhưng chiếc xe này là không niên hạn sử dụng các bạn nhé. Chiếc xe này được không có niên hạn sử dụng đâu ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài thì quý bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này là khung gầm thân vỏ bên ngoài rất là chắc chắn, rất là đẹp các bạn nhé. Có thể nói đây là một chiếc xe huyền thoại ạ. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng vừa với bảo dưỡng một cái cấp độ rất là lớn, đầy đủ hết, thay cả 4 quả lốp luôn ạ. Đấy, 4 quả lốp này mới tinh luôn, vừa mới thay các bạn nhé. Và phiên bản này là cái phiên bản lốp treo lưng đây các bạn này. Đấy, lốp treo. Có hai phiên bản nhé, ở Jolly 2.0 này thì có hai phiên bản, một là phiên bản lốp treo và phiên bản lốp gầm. Chiếc xe này là lốp treo. Đấy, 4 quả lốp mới tinh mà chủ xe mới thay đây các bạn này. Nhìn rất là đẹp, không có bị tai nạn thì không có bị va chạm gì nhiều đâu các bạn nhé. Sau những năm tháng sử dụng thì chiếc xe này cũng đã cũ theo thời gian, nhưng không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, nhìn bên ngoài rất là đẹp. Chiếc xe này là màu xám, màu ghi đây các bạn nhé. Đấy, nhìn bên ngoài rất là đẹp, rất là cứng cáp các bạn ạ. Một chiếc xe 7 chỗ, giá chỉ có mấy chục triệu thôi các bạn ạ. Cho nên là để sở hữu một chiếc xe ô tô, để có một chiếc xe ô tô đi cho gia đình bây giờ cũng không phải là cái gì nó lớn lao, không có gì to tác ạ. Giá chỉ bằng một chiếc xe máy thôi ạ, 79 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, thì tôi đã giới thiệu về cái phần bên ngoài rồi. Bên ngoài rất là đẹp đây các bạn này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong quý bạn nhé. Nội thất bên trong này thì bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa ra cho quý bạn cùng xem này. Tất cả là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Keo chỉ là chắc chắn với các bạn là còn nguyên bản luôn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Tắp bi nỉ nguyên bản này. Ghế da thì chủ xe cũng đã thay ghế da rồi các bạn này. Đấy, ghế da trần đều rất đẹp luôn các bạn nhé. 2002 đều mới, đều đẹp như này đẹp. Đấy, và tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là chiếc xe này thì vừa rồi là chủ xe phải bảo dưỡng một cái cấp độ rất là lớn để đi đăng kiểm nhé. Vừa mới đăng kiểm xong các bạn ạ. Đấy, và đây là cánh cửa phía sau này. Keo chỉ là cũng còn nguyên bản hết ạ, không có bị tai nạn gì đâu. Khung gầm thân vỏ rất là chắc chắn các bạn nhé. Đấy, những ai mà đam mê chiếc xe Jolly này thì hãy qua địa chỉ gà chúng tôi để xem trực tiếp nhé.
Đấy, rất là đẹp, tôi giới thiệu thì nó cũng chỉ được phần nào thôi. Muốn xem quan tâm thì đến xem trực tiếp thì mới thấy được là chiếc xe này nó còn khá đẹp đấy ạ. Tôi quay chi tiết này. Lốp treo lưng này, lốp treo lưng thì ở chiếc xe này thì mở cái cốp sau ra đây này. Đấy. Thêm một cái động tác mở cái lốp treo này ra, xong bắt đầu mới lại mở cái cốp sau, có khóa luôn này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, còn rất đẹp này. Chưa mất keo chỉ đâu các bạn ạ, còn nguyên, còn rất đẹp này. Nội thất bên trong ở một chiếc xe 7 chỗ ở những năm 2002 mà chiếc xe này, vì có chiếc xe này đi là cũng kinh khủng lắm rồi đấy ạ. Dàn điều hòa đấy, rất đẹp luôn này. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ là cũng còn nguyên luôn này. Keo chỉ, tắp bi cánh cửa này, nội thất này đều còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, đều rất đẹp luôn, từ trần cho đến những cái da này là chủ xe bọc rồi các bạn này. Trải sàn da cũng có hết cả rồi. Đấy, khung gầm thân vỏ, máy móc rất là chắc chắn. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong này. Phần nội thất bên trong thì các bạn thấy đây ạ. Đấy, toàn bộ từ đồng hồ công tơ mét này. Đồng hồ công tơ mét thì tôi cũng không biết là nó có thật hay không nhé. Tôi không dám cam kết và tôi cũng không dám đọc với bạn xem đây như này. Đấy, tại vì là chiếc xe này là chủ xe mua của tôi một chiếc xe và bây giờ nhờ tôi bán lại chiếc xe này nhé. Đang để tại cửa hàng chúng tôi. Đến có thể làm việc trực tiếp giá cả với tôi hoặc tôi có thể gọi chủ xe ra cho quý bạn làm việc nhé. Đấy. Và đầu đây cũng lắp thêm một cái đầu màn hình giải trí ca nhạc này, nghe nhạc này bằng đầu piano xịn đấy nhá, âm thanh. Nào môi hồng, nào da phấn, khăn áo hôn sắc. Đấy, âm thanh rất là hay, âm thanh piano rất là hay nhá. Nhưng mà tôi phải tắt đi để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn đấy ạ. Đấy, toàn bộ này, nội thất bên trong này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Khung gầm thân vỏ, máy móc, nội thất đều rất ok rồi. Mà giá chỉ có 79 triệu đồng các bạn ạ. Số sàn này, hộp số này là 5 cấp các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi lại sẽ ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn xem những cái phần còn lại của xe nhé. Đây, mở tiếp cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn nhìn xem này. Toàn bộ từ keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này đều rất là đẹp nhé. Keo chỉ cánh cửa, tắp bi cánh cửa còn nguyên này, ốc yếc là còn nguyên luôn này. Đấy. Đấy, nội thất này, táp lô này, ghế bên phụ này rất là đẹp luôn các bạn nha. Mà chiếc xe này nổ rất là êm các bạn, tôi đang nổ máy đấy ạ. Tôi đang nổ máy và nổ rất êm nha, và đề phát nổ luôn, điều hòa thì mát lạnh luôn các bạn này. Đấy, tôi đang để điều hòa đấy nhé, vẫn đang nổ máy mà rất êm luôn này. Đấy, một chiếc xe Mitsubishi Jolly 2002. 25 năm sử dụng rồi các bạn ạ, nhưng mà chiếc xe này là không niên hạn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe đây các bạn nhé. Động cơ tôi đang nổ đây, và nổ thì rất là êm các bạn ạ. Vì cái động cơ này là vừa rồi chủ xe phải đi đăng kiểm. Đấy, cho nên là chủ xe mới bảo dưỡng lại toàn bộ từ khung gầm thân vỏ lốp động cơ để đi đăng kiểm đấy ạ. Đấy, vừa đăng kiểm xong cho nên bảo dưỡng một loạt hết luôn các bạn nhé. Cho nên là cái động cơ này nổ rất là êm, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang sở hữu, muốn sở hữu chiếc xe này thì là quý vị và các bạn cũng sẽ yên tâm luôn nhé. Toàn bộ từ động cơ này đến ắc quy này vừa mới thay xong hết rồi này. Đấy, tất cả là vừa mới bảo dưỡng một cái cấp độ rất là lớn. Hết thấy chủ xe đang bảo là có hóa đơn bảo dưỡng là ở gara là hết 18 hay là 20 triệu gì đấy các bạn nha. Đấy, khoảng 20 triệu gì đấy vừa mới bảo dưỡng toàn bộ để đi đăng kiểm chiếc xe này. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà muốn sở hữu chiếc xe này, bây giờ là sở hữu chiếc xe này về thì yên tâm mà đi vài năm không phải sửa chữa gì cả đâu. Đấy, vì là vừa mới bảo dưỡng một cấp độ lớn rồi cho nên là máy móc nổ thì rất là êm. Đấy, và tất cả là rất là êm và đẹp, và vừa mới đăng kiểm xong luôn đây này.
vừa mới đăng kiểm xong thì là quý bạn có thể yên tâm luôn các bạn nhé. Yên đăng kiểm, thời điểm này là thời điểm đăng kiểm khó khăn nhất, mà đã qua được đăng kiểm thì là quý vị các bạn yên tâm hết luôn ạ. Đấy, và tôi cũng quay qua về cái phần gầm cho các bạn cùng xem này. Đây là phần gầm các bạn nhá. Đấy, phần gầm. Với những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì các bạn có thể yên tâm luôn về cái phần gầm luôn ạ. Đấy, phần gầm đều rất đẹp này. Đấy, chưa có bị rỉ riết, chưa có bị mọt nước gì đâu các bạn ạ. Đấy, đây là cái phần gầm nhá, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đấy, chạy ở Hà Nội cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm hết luôn nhé. Đấy, đây là cái phần gầm, phần gầm của chiếc xe các bạn nhé. Và tôi cũng vừa rồi tôi quên tôi mới giới thiệu ở trong xe mà tôi chưa cho quý vị bạn xem về cái giấy tờ của xe đây ạ. Đấy, giấy tờ này, biển Hà Nội, giấy tờ chỉ xe lúc nào cũng để trong xe này này. Biển Hà Nội đây các bạn nhé, biển Hà Nội này, gốc Hà Nội từ đầu này, đấy, biển Hà Nội này, biển Hà Nội này, động cơ là 2.0 này, động cơ xăng 2.0 lít các bạn nhé, đấy, chạy cầu sau, rất là đầy đủ hết thông tin luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về khung gầm, thân vỏ, máy móc, nội thất của chiếc xe Mitsubishi Jolly 2002 này các bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không có bị ngập nước đâu quý vị bạn nhé. Đấy, và còn rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 79 triệu đồng các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Jolly 2002 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905608883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.